Dạ em xin chào tất cả quý bà con đã đến với kênh YouTube của Thành Thịnh Nông Cơ nhé. Dạ địa chỉ cửa hàng ấp Mỹ Điền, xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại di động qua số là 0858335778 ạ. Dạ thì tiếp tục hôm nay thì em lên một cái video với chủ đề là độ chế cái bình xăng con của Echo 253 ha, lên cái chế quanh rồ ga ngang vú bơm ha. Thì đây là chế zin đó bà con. Cái chế này thì sử dụng lâu thì nó không ổn định bà con. Đó. Nó phức tạp hơn cái chế quanh rồ ha. Nó cũng khó canh chỉnh nữa. Thì mình muốn cho nó bền, nó ổn định, nó nhạy nổ, nó bốc á, thì mình lên chế hai kim đó. Ai cũng có thể sử dụng được, ai cũng có thể canh chỉnh được. Thì nay bên em đang tiến hành lên một cái chế hai kim cho cái Echo 253 nè. Thì bà con mình tham khảo cho vui ha. Thì ai đã biết rồi thì tham khảo ha. Còn ai chưa biết thì nếu mà có muốn làm thì theo cách này ha. Thì đây là cái chế em mới vừa gỡ nè. Đây chế nó nè. Chế trái ga ha. Thì cái này bà con mình gỡ cái bỏ luôn nha. Đây nó có cái phíp nè. Thì đây nó có hai cái cách độ chế bà con. Và cái cách đầu tiên á thì bà con mình lấy cái ron của cái bình xăng hai kim nè. Đó bà con thấy ha. Này cái lỗ hơi nó trùng nè, bà con mình ướm vô. Nó ướm như hai ốc mà thấy nó vừa là ok nè. Còn cái lỗ hơi nó bị trật nè. Thì bà con mình chịu khó khoét cái lỗ hơi của cái zin nè, dẫn lên đây ha. Cho nó trùng với cái lỗ này. Đó bà con mình bắt như vậy. Thì cứ lắp bô e vô vậy thôi. Nhưng mà cái là cái bình xăng con mình nó để nằm nghiêng nè. Nó xấu lắm. Nó xấu chứ nó dễ bị cấn cái này nè. Nên bà con mình phải bắt buộc phải thông qua một cái phíp trung gian là một cái phíp chú huyền. Đây. Phíp chú huyền bà con mình để vô ngay bon luôn thấy không? Nè. Hai lỗ ngay rồi cái lỗ hơi nó cũng ngay luôn nè. Đó mình cứ gắn cái phíp chú huyền vô trước, xong rồi cái mình bắt cái chế hai kim vô cái là y bài nha. Đó, nó rất là đẹp. Nó rất là thẩm mỹ mà nó không cần độ chế cho nhiều cả. Đó. Thì bà con mình muốn độ cái chế hai kim cho cái thằng 253 này thì chuẩn bị một là cái một cái phíp nhôm vú huyền nè. Một cái chế hai kim và một cái bô e thôi. Đó vậy là xong ha. Rồi thì bây giờ bên em bắt đầu tiến hành nha. Còn khi bà con mình lên chế hai kim á thì cái vú bơm kim của 253 nè, bà con mình bỏ luôn nha. Đó cái lỗ đó bà con mình lắp cái ống hai ống xăng lên. Đó một ống hút bơm hồi lên ha. Bước cái này luôn. Rồi bây giờ em tiến hành nha, bà con cùng theo dõi nhé. Rồi bắt đầu nha bà con ơi. Bà con mình tận dụng là cái ron cũ nó luôn nha. À, ron cũ nè. Canh cái lỗ gió nó ngay nha. Rồi gắn vô thôi. Lấy con ốc vít để cho nó bằng cái mặt phẳng của phíp nhôm nha. Đừng cho nó nhô cao nha. Nó nhô cao nó cởi bình xăng nó bị hở, nó bị mất cho ấy. Gió nó vô nó chạy ra điên nha. Canh cho con ốc vít nó bằng, nó lọt hủm vô cái lỗ đó. Cái ốc vít mình lấy con ốc nó cho vừa phải, đừng nó dài quá nha. Dài quá nó bị đội nha. Đó, một mặt phẳng mà con, phẳng băng mới được nha, không có đội nữa nha. Rồi cho mình lắp cái chế hai kim vô nè. Này đơn giản lắm con. Chưa biết thì nó khó, biết rồi nó rất là đơn giản. Đó. Hai con ốc mà bắt hai con bù lon mà mình bắt cái tới bình xăng con nè, bà con mình tính cái khoảng cách cho nó phù hợp nha. Đây. Nó vừa lên nó thì một xíu phíp nhôm nha. Nếu nó dài quá nó sẽ cấy vô cái phíp zin đó nè. Thì nó sẽ đổi nó hở nha. Bà con mình cắt sao cho nó bằng luôn nè, tới đây là vừa vậy nha. Đó. Mình thấy khá là đẹp nha, nè, thẳng là đẹp. Y như một cái máy zin của Nhật. Rồi trái lại. Rồi rất là nhạy bà con ơi. Quá tuyệt vời. Thì khâu chuẩn bị bà con mình chỉ cần chuẩn bị giúp em là một cái phíp nhôm dấu huyền 30.000, một cái chế hai kim,
160.000 và một cái nắp que đó ha. Thì nói chung là chi phí nó chỉ 200 ngoài thôi. Đó, rất là ok ha. Rồi em xin cảm ơn ha. Chúc mọi người ngày mới tốt lành nha. Cửa hàng Thành Thịnh Đông Cơ xin kính chào quý khách. Tự hào được biết đến là đơn vị uy tín với nhiều năm kinh nghiệm. Chúng tôi chuyên sửa chữa, mua bán, trao đổi phụ tùng và máy móc nông nghiệp như đầu xịt thuốc, dây hơi, máy xăng, máy cưa, máy cắt cỏ, bình xịt điện, bình xịt máy. Với phương châm uy tín, chất lượng, nâng tầm thương hiệu cùng phong cách phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo, Thành Thịnh cam kết mang tới cho quý khách hàng sản phẩm chất lượng tốt, giá thành cạnh tranh, bảo hành dài hạn. Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ qua hotline 0858 335 778, địa chỉ Mỹ Điền, Mỹ Long, Cai Lậy, Tiền Giang. Thành Thịnh Nông Cơ, một uy tín triệu niềm tin. Xin trân trọng cảm ơn.